Hiện tại bên chị Lan cũng chuyên về nhẫn Rolex. Các bác nào muốn đang đeo Rolex mà muốn có một chiếc nhẫn phù hợp với nhẫn đồng hồ của mình. Hiện tại em đang đeo chiếc đồng hồ vàng vàng thì em đi với chiếc nhẫn cũng vàng vàng. Bác nào đeo đồng hồ vàng hồng thì các bác hãy đặt em chiếc nhẫn bằng vàng hồng. Chiếc nhẫn này hiện tại là vàng 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 luôn, kim cương 5 ly 4. Các bác muốn to hơn 16 ly 3, tức là hộp kim cương như thế nào thì các bác có thể đặt ra yêu cầu thì là nó sẽ đáp ứng được. Và tiếp theo các bác sẽ được chiêm ngưỡng lại cái đồng hồ này em đeo. Chắc chắn rất nhiều bác sẽ hỏi em cái đồng hồ đó. Siêu phẩm đồng hồ 5 số. Đặc biệt nhất ở đồng hồ này là cái điều gì các bác biết không ạ? Đặc biệt nhất ở cái đồng hồ này em đang đeo lên tay là điều gì các bác? Tất cả bằng vàng khối nguyên khối hết đúng không? Chưa đâu. Điều rất đặc biệt các bác sẽ chắc chắn sẽ đặt câu hỏi về với em. Một con máy zin nguyên thủy hết nhưng có một điểm đặc biệt hơn. Đặc biệt hơn rất là nhiều mà không phải cái đồng hồ nào cũng có được. Đó chính là vòng bezel. Toàn bộ được đính bằng baguette hết, kim cương thiên nhiên mà cái điều này rất ít cái đồng hồ có và có cũng giá rất là cao. Cái vành này không nếu nếu như mà các bác đặt ở hãng á làm thì tầm cỡ 20.000 đô, nhưng mà nó sẽ có những cái khớp nối nhìn nó sẽ không đẹp bằng ở baguette. Bác nào muốn mà lên những cái đồng hồ mình đang đeo á mà muốn lên và vòng bezel như thế này á thì cũng liên hệ đến với Kỳ Lân. Và em thấy có một cái điều là nhiều bác lên vành bằng cái hộp kim tắm á, nhìn nó không có đẹp được, nó không có lấp lánh được. Và baguette là hiện tại theo tiêu chuẩn hàng của châu Âu rồi, châu Âu rất chuộng baguette. Vậy các bác để rất nhiều cái đồng hồ em cũng thấy rồi, lên kim cương tắm cái viền bezel nhìn nó rất là bình thường, nhưng mà tùy vào mỗi nhu cầu của mỗi người, tùy vào mỗi người có mỗi sở thích thì có nhiều bác sẽ thích kim tắm, nhưng mà đối với em thì em thích kim baguette này hơn, nhìn rất là đẳng cấp, nhìn rất là sang và rất là giá trị. Bởi vì vành mà vành kim ba tắm thì rẻ hơn vòng baguette này rất là nhiều. Toàn bộ dây chuyền này là dây chuyền đúc đặc 18K Âu 750. Hiện tại thì thị trường ở ngoài những cửa hàng tiệm vàng bạc ở ngoài á thì thường người ta bán nữ trang là vàng hàng chợ thì gọi là 14K là nhiều, 60 hoặc là 18 như 18 61. Còn tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury về dây chuyền thì vàng 18K Âu 750 theo chuẩn châu Âu. Đó. Mặt là nguyên chiếc điện thoại Vertu. Đính trên những cái mắt nối là những hộp kim cương thiên nhiên. Giữa mỗi cái chữ V logo là mỗi hộp kim cương thiên nhiên hết. Các bác nào ở Sài Gòn thì cứ ghé trực tiếp 40 Nguyễn Cư Trinh, 40 Nguyễn Cư Trinh. Và một siêu phẩm chiếc nhẫn này cũng là độc quyền của Kỳ Lân Luxury, các bác thấy không? Những cái sản phẩm của Kỳ Lân Luxury là những sản phẩm đẳng cấp, cho nên lúc nào nó phải độc quyền và nó phải chất lượng, tức là vàng này là vàng nguyên khối đúc đặc nguyên khối. Các bác muốn biết nó chất lượng như thế nào, các bác chỉ việc cầm lên thôi, so với chiếc nhẫn các bác đang đeo là các bác thấy sự chất lượng liền. Đó, toàn bộ là vàng Âu 750. Âu 750 kim cương thiên nhiên hết. Kỳ Lân Luxury xin kính chào quý khách. Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên giao lưu, mua bán sản phẩm điện thoại đẳng cấp Luxury chính hãng, nguyên zin, nguyên bản như Vertu, Mobiado, Nokia 8800, Nokia 6700 và rất nhiều những sản phẩm điện thoại đẳng cấp và đồ cổ sưu tầm khác. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp sim số VIP, đồng hồ, túi xách thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm đẹp, độc, lạ, chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý. Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website kylanluxury.com. Kylan Luxury đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu.